hôm mình chia sẻ từ tối hôm qua tới giờ cùng chị nói bữa nay là luôn nhà phố chị luôn mà chia sẻ với em. Chị tối hôm qua luôn. Con đi ra nước với lại không có món của nó. Sáng giờ mình có ăn cái bánh nước không? Sáng giờ mình có ăn cái bánh nước không? Mình có ăn thuốc gì không? Không có thuốc gì không? Không có thuốc gì hết em. Tại vì mình có ăn cái bánh nước á, bây giờ có thể là do mình bị ngộ độc thực phẩm. Và sáng giờ mình cũng không còn bị nôn ói gì nè, cũng không còn bị chảy á. Rồi cô sẽ dành cho lớp 5 phút để tìm hiểu về cái này.
em tự thảo luận nha, và không đặt câu hỏi em. À, ví dụ bên ngoài em là bệnh nhân, em sẽ hỏi em ơi, thành lập cái chế tài cho đôi na này á, thì không có là cũng có bị khổn. Sao mà em chỉ cần đi cầu nhiều thì chắc ra bị khổn, thì sao? Hãy là có ý kiến chụp bản. Thấy cái này ra một rất là nhanh mà nó biết theo kiểu của điều phân á, mình sẽ ngắn
chị vào cái tài khoản của Bảo Phụ Đây trong con ha, chị vào cái trang có không? Chị vào cái trang đang nét đi, đang nét chị trang đi. Có một số trang có free ở trên này, sao cái trang gì đây? Cái trang đó thì có free nhưng mà không tin thường một ngày một ít không? Không có phần hả? Đây, chị vào cái trang này ha, đây. Net.com. Cái này nó cần phải có tài khoản các chị mua mua đâu cũng đã mua được một số tài khoản. Rồi đây là net.com. Qua đây thì qua cái số tài khoản là mua mua thì cũng sàn cũng cần mua đi. Mua mua cái trang mua. Rồi chị thử truy cập xem có được không? Khi mình vào được sau này á, các buổi làm sao mình trang những cái bậc khác thì nó cũng sẽ dễ hơn ha. Cô được không các chị? Em thử truy cập xem cái cô được không? Chị đọc tới nhau quá chưa?
Rồi. Mặc dù á, một số trường hợp thì cái sức chung thì nó được tồn tại đúng không? Rồi, thì đối với thiết kế lực tôi sẽ chia vào 5 mức độ này, có 3 mức độ là thiết kế nhà, ha, thiết kế trung bình và thiết kế nào. Mình đọc có thể chưa? Rồi ha, thế nào sẽ là thiết kế nhà? Nhà là bệnh nhân là có thể chịu được đường, nên bệnh nhân là độ thoải mái, ha, không có khó chịu gì hết, bệnh làm việc cũng đi lại bình thường. Đó, là trường hợp nhà. Thứ hai, trường hợp trung bình là bệnh nhân thấy thì sao, hơi khó chịu ha, mà cản trở các cái hoạt động cũng bình thường. Trường hợp thứ ba là thiết kế nặng, tức là bệnh nhân làm mất hoàn toàn cái khả năng vận động á, hoặc là bệnh nhân rất là khó chịu ha, hoặc là những trường hợp kiết lì. Kiết lì tức là không có máu thì sẽ là nghiêm trọng. Mấy cái gì không thì sang cái gì được không? Được nha. Rồi chế độ ăn uống sao thì chị đặt cái môn phần này. Rồi bây giờ điều trị này thì thường là chắc chắn là trong cái tiết kiệm mình luôn sẽ có cái thuốc là phải là có thuốc cầm tiêm cài ở đây. À, hầu hết các trường hợp tiết kiệm của mình luôn luôn mình phải dùng cái thuốc cầm tiêm cài ha. Và cái thuốc người ta khuyến cáo là thuốc nào đây là đó? Loperamide. À, loperamide chắc chắn phải có rồi. Nha. À, tiết kiệm của mình và kể cả truyền thông á thì mình nên phải chuẩn bị cho cái lịch. Thì bao giờ trong cái vali của ta cũng có sẵn cái thuốc này để chúng ta dự phòng luôn. Tức là mang theo và những cái nào mà mình bị tiết chảy thì chúng ta sẽ uống cái loperamide luôn. Được chưa? Rồi cái loperamide này á, Việt Nam mình có không? Có. Có, ở Mỹ á, thì chủ yếu là chỉ dùng có thuốc này thôi. Nó không có cái thuốc tương tự. Cái thuốc cần tiết chảy khác, ngoài loperamide mình có thể dùng là thuốc nào có chị? Đúng rồi, cái thuốc mình có thể dùng cái nhóm chất thuốc phụ ha. Thì nó khó, nhưng mà ở châu Âu và châu Á chúng ta thì có Smetta. Như vậy mình có thể dùng Smetta cũng được. Nhưng mà lúc đấy cái cầm thì thường nó sẽ nặng hơn đúng không? Rồi, ngoài ra thì còn có một cái nhóm thuốc mà cũng cần biết chạy nữa là thuốc nào? Thuốc nào mà nó thường hay dùng như trẻ em đó chị? Đúng rồi, Acetaminophen ha. Acetaminophen thì cũng có thể dùng cho người lớn hoặc là trẻ em cũng được. À, nhưng mà tiền nhất thì gọi là cái đơn vị này ha, thì nó sẽ cập nhật hơn. Rồi. Như vậy thì trong các lúc này đó, bây giờ đặt câu hỏi là có cần dùng luôn cái đấy không cả lớp? Còn không? Chắc chắn là có rồi, cái đó không chỉ có rồi ha. Nếu không có luôn cái đấy thì mình có thể thay thế một thuốc nào? Ừ, Smetta. Ha, họ là Cetaluchil nhưng mà chủ yếu vẫn là luôn cái đấy nha. Rồi, đối với luôn cái đấy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo cho nhóm mình này, nhóm mình ha, liều loperamide là bao nhiêu? Các chị trong nhóm có thảo luận về cái này không? Nếu dùng loperamide thì liều dùng là bao nhiêu? Đó, trong cái này nó cũng nói luôn cho mình này. Thank you.
gì đó thì nó có những cái thuốc kia, nó có acetylcholine, nó có sacha. Cho nên nó còn dùng luôn cái cho trẻ, nhưng mà chỉ dùng cho trẻ trên mấy tuổi, các chị các tài liệu này trên mấy tuổi đây, trên 6 tuổi thôi. Ở trên 6 tuổi thì liều thường nó sẽ bằng một nửa so với liều người lớn ha, tức là khởi đầu là mấy viên, khởi đầu một viên ha, và những cái lần sau thì giảm xuống có bao nhiêu, nửa viên tức là một viên nha đó. Rồi cái lô đơn này thì có lưu ý gì không khi dùng cho bệnh nhân nhóm này nhóm chương trình có cần có gì nhà hàng gì đồ xuống. À, câu hỏi tiếp theo là lúc đấy có lưu ý gì không? Giảm nhau những cái bệnh nhân khi dùng không? Điều dùng là có giảm nhau gì đó lúc đấy biết lúc nào cũng dùng được hay là sao? Lúc nào cũng chạy cũng dùng được hay là sao? Khi đau bụng không có gì? Đúng rồi ha, đau bụng mà không có dấu hiệu gì không? À, dấu hiệu nhiễm khuẩn lên như là lớn. À, tức là không có số, phân không có gì, không phân là bóng vàng nhớ, thì mới dùng được Loperamide. Được chưa? Còn Loperamide, khi mà bệnh nhân có các dấu hiệu mà nhiễm khuẩn á, thì tùy cổ không có xài Loperamide. Bởi vì lúc đó thì nó giữ nhiễm khuẩn lại trong á, thì bệnh nhân sẽ càng bị nhiễm khuẩn. Rồi ha, đó là số lưu ý khi dùng Loperamide nha, cả lớp. Rồi, ngoài Loperamide thì trong khuyến cáo người ta còn nói là dùng được thuốc nào đây? Bismuth. Nè, bismuth ha. Và anh chị sẽ thấy từ bên ngoài người ta rất hay xài cái bismuth này trong trường hợp cấp trên hay là trường hợp trên trẻ nhà á. Nè, người ta hay xài bismuth. Bismuth thì nó có tác dụng gì đó? Tác dụng gì? Bismuth là một kháng sinh đúng không? À, và nó còn có tác dụng kháng tiết nữa, có hai tác dụng ha. Vừa kháng phục vừa kháng tiết. Chủ yếu dùng trong trường hợp tiêu chảy du lịch nhà thôi. Việt Nam mình có hay xài cái này không? Không biết biết không? Cái này biết cái gì biết thêm thôi. À, bismuth thì chỉ dùng cho trẻ trên mấy tuổi đây là lớn, trên 12 tuổi. Và một cái lon này bismuth á thường đi dùng là mình sợ là bệnh nhân sẽ bị ngộ độc cái salicylate này, vì nó có cái gốc muối là sắt salicylate ở đây ha. Thì đó là hai lon này thôi. À, tác dụng phụ cái cốt thường là gây ra gì? Gây gì ở đó? Mình học cái bài tiếng hóa của cái cốt thường gây ra gì đó? Được cái nhé, phân, hình đèn ha. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp theo này, đến cái phần này nè. Là trong tiêu chảy du lịch thì mình có cần dùng kháng sinh hay không? Đó, mình có hỏi ra rồi. Cái lô bê lô đấy thì chắc chắn có dùng không? Có rồi. Bây giờ cái kháng sinh có cần dùng hay không? Rồi bây giờ mình đọc tiếp ha, mình đọc trong khuyến cáo này mình nói sao. Đây là cái bài điều đang viết này á, là nó tổng hợp tất cả các khuyến cáo từ Mỹ cho đến châu Âu luôn, tất cả các bài điều luôn thì nó rất là phong phú ở đây ha. Thì bây giờ phải ở nhà, không dám đi ra ngoài vì sợ bị chạy nhiều ha. Rồi
bây giờ nhiều bao triệu chứng thì nhà nó sẽ không đáng như thế nào, để cô xem chỗ nào chúng ta không biết đây, hôm qua cô có làm không biết là đồng nào rồi không biết đi trên nào. Cứ gì tệ hả? Còn có hàng hơn chiều nữa, không có hàng nữa, không có hàng nữa đúng không?
ví dụ như chúng ta có thể sơ sơ những cái sốt luôn á, kiểu như mà sốt xuất hành đó các chị ha. Rồi vậy thì cái mức độ là mức độ gì các chị? Mức độ trung bình của như này là phải xếp vào mức độ trung bình chứ không phải mức độ nhẹ nữa. Yeah. Và cái mức độ trung bình thì mình cân nhắc dùng kháng sinh nha. Cân nhắc dùng kháng sinh ở đây á, là mình dùng cái đầu một lần rất là ngắn thôi. Thì có thể là chỉ dùng một ngày, nếu như mà công đường một ngày, còn không mà công đường á thì phải dùng điểm tối đa là mấy ngày? 3 ngày. Giờ cô mở điểm trước phần kháng sinh để chị đọc cho cô nha. Vậy thì nếu dùng kháng sinh thì dùng kháng sinh nào? Đúng rồi, kháng sinh là có hai nhóm, mình hay dùng là nhóm gì đây? Hai nhóm là nhóm quinolone và nhóm macrolide. Quinolone thì thường dùng quinolone mới là thuốc nào? Ciprolidone. Ciprolidone bao nhiêu lít nữa? Đúng rồi, 500 mg dùng mấy lần? Hai lần, tối đa là mấy ngày? Trong mấy ngày đấy? Trong 3 ngày. Tối đa là 3 ngày ha, nhưng sau 1 ngày nó sẽ chạy thì không cần dùng nữa nha. Rồi Lemo thì dùng mấy liều bao nhiêu? 500 mg đủ một liều duy nhất. Một đợt tối đa là mấy ngày? Cũng 3 ngày. Chị thấy rõ không? Rồi AC thì sao đây? Đúng rồi, AC thì có thể dùng liều cao 1 gram. Liều cao 1 gram. Còn hoặc là có thể kilo ra 500 ha, 2 lần một ngày. Tối đa là cũng 5 mấy ngày? 3 ngày. Rồi, như vậy nếu con ha, một số kháng sinh dùng trong tiết chảy. Ngày xưa trước đây các nhà thuốc hay dùng thuốc nào để điều trị tiết chảy các chị? Mắc chim, cô chim, còn gì nữa không? Cô thấy có người là lấy cả corona bán cô. Có người thì bán cô si ha. Nhưng mà hiện nay những thuốc này hầu như không còn xài nhiều trong điều trị tiết chảy. Bởi vì vấn đề là gì? Lý do vì sao hiện nay nó không dùng nữa? Còn một nguyên cơ liền kẽ. Nguyên cơ liền kẽ trung thuốc. Cho nên nó sẽ không có hiệu quả nữa. Rồi, và tiết chảy như được hiện nay á, thì hôm trước có dạng có một lớp á, thì cái lớp đó là cái gì đó, chị ra nguyên thuốc ở vùng mồm á, chị có cái bán cái Tây. Thì chị nói là Tây tới mua là đòi là lấy thuốc luôn, để kháng sinh người ta luôn. Và người ta đòi lấy cái xít rồi. Đó, thì tôi nhìn thấy kháng sinh điều trị tiết chảy hiện nay biểu là hay dùng cái quinolone luôn. Nhưng mà trong khuyến cáo thì nó cũng khuyến cáo là cái các cô lý là tốt hơn các chị, nguy cơ nó đề kháng ít hơn. Rồi tiếp theo ha, như vậy đó là cái lô cao lý là chị thì bỏ thôi, các sinh thì mình cân nhắc nha, cân nhắc nếu dùng các sinh thì lựa chọn các sinh nào vào khi cô sẽ hỏi cô này nha, khi lô đáp á đó chị phải biết dùng các sinh nào liều như thế nào đó mà đó. Như vậy cái này bắt buộc cô phải biết nha. Rồi nguyên nhân gây tiết chảy hiện nay ha, có hỏi lớp nguyên nhân gây tiết chảy hiện nay thì nguyên nhân là do gì? Vi khuẩn gây rối hoặc là do ký sinh trùng ha. Trong ba cái con đó thì con nào thường hay gây tiết chảy gì nhất? Đúng là virus nha. Tiết chảy chủ yếu hiện nay là do virus, vi tính là do virus. Rồi thế nên là trẻ em hay uống cái vaccine gì đó các chị? Còn vi khuẩn thì một số vi khuẩn gì như E. coli chẳng hạn, Shigella, Salmonella đó, từ đó hay gây tiết chảy trong thực phẩm. Rồi là ký sinh trùng thì con nào? Các chị nghe thì cũng rồi, chị có biết Entamoeba, Histolytica đó, hay gây tiết chảy đó, tức là đi ra ngoài không có máu. Rồi nếu như mà bị tiết chảy thì mình có dùng kháng sinh được không? Thì em biết thì chị có dùng kháng sinh được không? Kháng sinh nhưng mà có phải là quinolone hay là quinolone không? Nhưng mà đúng rồi ha, chị sẽ dùng cái metronidazole. Thì một số bệnh nhân thì bác sĩ sẽ kê metronidazole trong trường hợp tiết chảy là như vậy. Rồi một số thuốc hỗ trợ ha, trong nhóm mình có nói là thuốc gì đây? Memicin có cần không các chị? Có rồi, Memicin ha. Memicin thì thường có những bọc chất nào hay nào? Đó là bị dược, lactobacillus.
hoặc là cái men pasteurolysis thì nó bolani á. Rồi orezon thì mình có lưu ý gì? Orezon thông thông orezon là gì thì phải biết này. À nó là gối má và đường gối là gối gì? Natri, kali, clo đúng không? Citrate và đường là đường glucô. Rồi trong orezon thì đang có hai loại ha, một loại là công thức cũ á thì mình pha trong ml nước cái gì? Một lít. Còn orezon mới thì 300 ml, 200 đúng không? 200 ml nước. À, và nó có cái vị cam gì đó đúng không? Rồi thì cái củ mới nó khác nhau gì? Cái mới á, thì nó là cái tỷ lệ ha, cái áp lực cộng khẩu á, khi mà chị pha ra áp lực cộng khẩu nó sẽ thấp hơn so với loại cũ. Và khi cái áp lực cộng khẩu nó thấp hơn thì nó sẽ tạo ra cái lượng phân sao nhiều ít hơn. À, nó sẽ tạo ra cái lượng phân ít hơn và đồng thời á là nó ít gây nôn hơn cho bệnh nhân. Như vậy nó dễ uống là khó uống hơn, dễ uống hơn, cho nên là hiện nay cái loại mới người ta hay xài hơn là như vậy. Ngoài cái Việt Nam thì nó còn có những ưu điểm như vậy ha, nhớ cái cô lá được tổng khẩu cao hơn hay tốt hơn. Rồi còn nếu ôi xô là nhà từ pha là pha hơn thức nào là đồng chế thôi ha, không có điều kiện nhau tốt nha. À, một tám đúng không, một gì một cuối là một đường đúng rồi ha, một cuối tám đường đó, nên chỉ có thể pha là một bộ hoặc là nửa bộ thì kia là bốn bộ ha, pha trong một lít nước đó. Có thầy cô sẽ hỏi câu đó, không biết thầy cô nào à, có thầy cô luôn luôn nghe hỏi về đó thì chị lưu ý thêm ha. À, như vậy mình nói hết rồi ha. À, thuốc trong tiết giải nhớ cô có mấy nhóm thuốc nhất này. À, lúc đây biết là thuộc nhóm nào? Mình gọi là nhóm gì? Giảm nhiệt độ đường nha, giảm nhiệt độ đường. Rồi xét ra là nhóm gì phải lớp? Hấp thụ. À, phải biết là nó thuộc nhóm gì để gì ha. Không cần phải nói kỹ cơ chế nhưng phải biết chung chung như vậy. Rồi hoặc là acetylcholine là thuộc nhóm nào? Kháng tiết dịch. Kháng tiết dịch đúng rồi ha. Nó ức chế cái men gì đó. Acetylcholine gì đó ha. Học được chữ đúng không? Rồi đó là một số cái nhóm thuốc dùng trong tiết giải. Bây giờ tiếp tục luôn là cái nhóm 2 đây. Trình bày cho cô là cái ca tiết giải trẻ em ha, xem có khác gì so với người lớn hay không nha. Rồi nhóm 2, nhóm 2 là nhóm nào?
thì cái này em sẽ thay đổi lối sống và chế độ ăn. Thì em sẽ cho ăn ăn mềm và dễ tiêu hóa như là sữa chua, khoai tây, rồi tránh hạn chế ăn thực phẩm nhiều chất xơ với lại chất lên men mạch, ví dụ như là dưa chua với lại các nem chua, rồi tránh uống nước ngọt có ga, vì dùng những thực phẩm này thì nó sẽ làm cho cơn tiêu chảy nó sẽ trầm trọng hơn. Còn bây giờ thì chị sẽ kê thuốc, và cái điều quan trọng nhất là luôn luôn phải lên chút vệ sinh, là luôn luôn rửa tay còn xong phòng sau khi đi vệ sinh. Và bây giờ chị sẽ tư vấn sử dụng thuốc cho em, chị sẽ kê cho em là uống Orezon này, uống kẽm này, rồi uống men vi sinh. Thì Orezon thì em sẽ pha với một gói 200ml nước uống theo nhu cầu. Kẽm thì em cho uống không uống ngày 2 lần. Còn men vi sinh thì chị sẽ bán cho em lại đồ yêu thích, thì em sẽ cho uống ngày 2 lần, và lưu ý là cách thuốc kháng sinh là 2 tiếng. Cái thuốc kháng sinh này thì em vẫn tiếp tục cho uống sử dụng để cho đảm bảo được điều trị của bác sĩ. Em lưu ý là trong thời gian sử dụng ấy, nếu mà ông có tiêu chảy nhiều, mệt mỏi và cảm thấy là có dấu hiệu là mắt trũng xuống hay môi khô này, thì nên cho ông đi khám bác sĩ. Còn thông thường là khi mà sử dụng phát sinh hết sau 5 ngày điều trị, sau 2 ngày điều trị thì triệu chứng tiêu chảy sẽ hết. Nếu không hết thì em sẽ em đi cho ông đi gặp bác sĩ. Rồi em còn gì thắc mắc nữa không? Thì uống cái này rồi còn cái thuốc bệnh tây uổng thì uống bình thường hay sao? Em vẫn cho uống sử dụng bình thường, tại vì cái theo chị thấy thì cái thuốc này thì nó không có tác gì cả. Cái Orezon này nè, em pha một lần cho uống mấy ngày luôn nữa, phải pha nhiều lần nữa. Orezon này thì em nên là pha uống trong ngày. Nếu mà em ngại pha thì có thể pha trong 3-4 lít nước và sử dụng trong ngày thôi, không nên bỏ qua ngày, tại vì trong thành phần Orezon nó có đường với muối, em để lâu thì tiêu chuẩn nó phát triển thì uống vào nó sẽ không tốt. Em phải lấy nước lọc không sôi để nguội để uống với kẽm, chứ không sử dụng nước Orezon để uống. Dùng thuốc thì chị đã ghi hết rồi trên bên bị thuốc rồi, em phải đọc cái hướng dẫn và cho mới uống. Rồi có số điện thoại của chị đây, cần chị tư vấn thì em sẽ gọi hỏi. Bây giờ chị tính tiền cho em nhé, của em là hết 100 ngàn. Hôm nay đi không làm kháng thường xuyên và cảm thấy sao? Mẹ
được nói yếu. Mềm yếu, đúng không? Mềm yếu tức là bị một chút nhiều á, yếu ha. Rồi á, ông còn nói là ông không dám đi ra khỏi nhà vì sao? Vì sợ gì? Không có nhà vệ sinh. Hôm đó có gì đâu đi ngoài sao chị? Tại vì liên tục rồi đó ha. Rồi. À, và cái thông tin ở bệnh nhân này đang dùng kháng sinh là kháng sinh gì? Amoxicillin. Như vậy cái dấu hiệu mà cần lưu ý đó là gì? Tiếng nhảy trên tay này nó có thể dấu hiệu đặc biệt không chị? Rồi, xem lại cho cô những cái trường hợp nào bệnh nhân cần phải khám bác sĩ này. Tiếng nhảy em thấy gì? Sốt, con đau và tăng khám bác sĩ rồi. Tiếng nhảy kéo dài trên tay này. Trên 2 ngày. Trên 2 ngày. 48 giờ đúng không? Nè, trường hợp đó là cũng phải thăm khám bác sĩ rồi. Rồi, hoặc là tiết chảy trong một ngày trên mấy lần? 6 lần. Trên 6 lần một lần. Trên 6 lần một lần. Là mắc nguy kịch rồi ha. Các chị phải thăm khám bác sĩ của yếu tố bây giờ nhất là gì đó chị? À, thì nhóm này được có cái là nói là thêm cái giờ xem không có bị trục mắt hay là khô môi gì đó đúng không? Tức là được có nói trên cái vấn đề mất nước. Rồi, thì đối với cái ca này thì thường các chị khuyên là bệnh nhân thăm khám thì các chị đi về thăm khám bác sĩ ha. Và trong lúc này mình sẽ có thể nghi ngờ để bệnh nhân là có thể bị bồi nhiễm cái con gì rồi liên quan đến kháng sinh. À, còn nếu mà tiến chạy với kháng sinh thông thường thì không có bây giờ mà nó đi nhiều như vậy đâu các chị. À, con sẽ đi ngồi bồi nhiễm con gì đây? Liên quan đến tiết chảy cái gì? À, Clostridium difficile. Nhìn thấy con ha, tiết chảy do bồi nhiễm Clostridium difficile. Rồi, thì tiết chảy do bồi nhiễm con này thường là do bệnh nhân dùng kháng sinh hoặc là bệnh nhân đã từng nhập viện trước đó. À, bệnh nhân đã nằm viện hoặc là mới nằm viện á, thì nguy cơ nhiễm con này rất là cao. Thường là bệnh nhân dùng những kháng sinh nhóm nào? À, trước đây mình hay nghe là kháng sinh gì? Clindamycin, ngày xưa mình học hay nói là clindamycin. Hoặc là những kháng sinh khác nguy cơ rất là cao là cái nhóm tetracycline, penicillina, thì nguy cơ nhiễm con này rất là cao khi bệnh nhân dùng kéo dài. Hoặc là một kháng sinh là anticoagulant cũng có thể liên quan. Rồi, như vậy đây mình không có can thiệp gì hết, mình chỉ nói là bệnh nhân này thôi. Và bạn sẽ có thể dự định được, bên dự định được bác sĩ có thể kê đơn thuốc nào trong trường hợp này. Và bệnh nhân có thể dùng nhóm thuốc cầm thi chảy đúng không? Cầm thi chảy. Rồi, trường hợp này mình có sốt không anh chị? Sốt thì có thể dùng được thuốc cầm thi chảy không? Phải cầm chứ bệnh nhân mình nhất là đi qua trên mấy hôm rồi? Trên 3 ngày rồi đúng không? Và khi các cầm phải cầm thi chảy. Lúc này các chị không sợ là không còn là dừng làm vi khuẩn nữa bởi vì là như ban ngày nó đã đẩy ra vi khuẩn chưa? Rồi và cái thuốc mà để điều trị cái con này sẽ là cái gì? Đúng rồi, chị nghĩ con có hai nhóm thuốc, có hai thuốc, một là metronidazole đường uống nha, và hai là vancomycin đường uống. Rồi vanco thì dùng hàm lượng thấp 125mg thôi, ngày uống 4 lần. Và mình uống một lần là khoảng 10 đến 14 ngày. Nhưng kéo nhà 10 đến 14 ngày thì con này rất khó điều trị nữa chị. Con này đặc trưng lắm, khi vào thì nó soi vào trong ruột á thì nó sẽ có những cái mạng như chị trắng trắng rồi đó, gọi là viêm ruột, cái mạng nhạt rồi này đó. Nó có thể gây ra viêm ruột và tiết chảy rất là dữ dội. Rồi, hoặc cái sức thứ hai là metro thì dùng hàm lượng bao nhiêu? 500 một ngày mấy lần? 3 lần. Cũng dùng cái một lần là 14 ngày như vậy. Thế là mình biết thêm thôi, còn mọi người mình không được bán rồi ha. Rồi. Cái ca số 3 này á, chị đọc thêm với cô. Bây giờ chủ yếu là xem lại với cô, ca số 2 mình sẽ thi nè. Ca số 2 là chắc chắn mình sẽ thi nha, tiết chảy trẻ em. Cái tiết chảy trẻ em á, thì cái phần học hỏi thông tin là chị cũng nhớ hỏi cô là chịu những tiết chảy ha. Tần suất tiêu chảy này đặc biệt tôn là như thế nào này, rồi mình có sốt có máu hay không thì tôi nói chắc chắn mình phải khai thác cái thông tin bệnh nhân ha, tuổi cân nặng, rồi thời gian mắc tiêu chảy bao lâu, rồi số lần đi trong ngày là bao nhiêu lần. Rồi sau khi mình khai thác cái thông tin bệnh nhân rồi á,
thì đối với em bé này là mấy tuổi đây? Bé này là mấy tuổi đây cả lớp? 11 tuổi. Các thầy các kiến là em bé lớn 11 tuổi sau khi đi học về đúng không? Thì đã đi qua mấy lần? Đi thiếu mấy lần đây? 5 lần là có nhiều không? Nhiều. Nhiều là có bị mềm nè. Và những giờ không còn mềm nữa có. Và thay cao không? Chứ nhìn chung một ổ lên đầu ha. Rồi cái này đi chạy cho ai ngủ ở đây đúng không? Đi chạy tóc đó. Vậy thì cái hướng xử trí đối với bé này là gì? Mình có dùng thuốc cần thiết chạy không? Đó, tại vì ngoài nắng lần rồi thì có thuốc cần dùng thuốc cần thiết chạy không phải không? Có, dùng thuốc cần thiết chạy là thuốc nào? Ở trẻ em thì dùng thuốc nào? Thì mình có thể dùng hai thuốc là gì? Smeta hoặc là gì nữa? Paracetamol. Smeta là dùng một gói hai mấy lần? 2-3 lần một ngày ha. Rồi, còn cái paracetamol hàm lượng đó là gì? Đúng rồi, nó có 3 hàm lượng. Thế thì cho Việt Nam có 3 hàm lượng là 10 ha. 20 và 30. Rồi, cái hàm lượng 10 á thì dành cho trẻ dưới 9 kg, tức là em bé rất là nhỏ thì dùng hàm lượng 10 ngày 3 gói ha, ngày 3 lần. Còn cái hàm lượng 20 thì dành dùng cho trẻ là khoảng từ 9 đến 14 kg ha. 14 kg là em bé khoảng mấy tuổi đó chị? Chắc khoảng 2-3 tuổi nó ha. Rồi, và trên 14 kg thì mình dùng hàm lượng bao nhiêu? 30. Và cũng dùng ngày 3 lần ha. Thuốc này là thuốc các chị có hay bán không? Có không? Khi ra sẽ có hay bán không? Trẻ thì rất hay dùng ha, mấy trẻ nhỏ. Và nó còn có những cái dạng viên nữa đúng không? Viên hàm lượng bao nhiêu nữa? Đó là gói đúng không? Còn viên là bao nhiêu? 100 ha, 100mg á thì có thể dùng được cho người lớn. Thì các chị về xem thêm con ha. Rồi em bé nhỏ thì ngoài dùng cái thuốc cầm tiết chảy nó rồi thì mình dùng thêm thuốc nào nữa? Men, đúng rồi, chắc chắn phải bổ sung men ha. Rồi men, men gì thì tự đi ra. Rồi có cần dùng thêm gì không? Orizon có không? Orizon chắc chắn cũng phải có ha. Orizon là cái lựa chọn đầu tiên đó, trong cái sự trí viết này đó không chị? Rồi và đối với trẻ thì mình lưu ý là cần bổ sung thêm cái gì nữa? Kẽm. Tại vì là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi á thì thường mình phải bổ sung thêm kẽm. Và cái kẽm này thì người ta khuyến cáo thêm mua, người ta khuyến cáo là thường dùng cho trẻ nhỏ và đặc biệt là quốc gia đang phát triển, hoặc đang phát triển với Việt Nam mình thì nguy cơ tiến kẽm có cao không các chị? Cao, là chắc chắn phải bổ sung kẽm. Rồi cái kẽm thì dùng hàm lượng như thế nào? 10 hoặc là 20mg ha. Trẻ dưới 6 tháng thì dùng 10, trên 6 tháng thì chỉ dùng 20mg dùng một lần thôi. Thì một lần một ngày ha. Rồi đó là xong ba cái ca tiết chảy. Bây giờ tiếp theo là ca hội chứng đuối sức ở hồi nhóm số 3. Chị uống thuốc chấn thai nha. Có cái bên có từng thuốc đặc biệt không, với lại
sử dụng cái thuốc để trị cái bệnh bệnh hoặc là uống kèm thêm thuốc gì không? Hiện tại em đang về thuốc hiện tại. Quản lý đặc biệt hay sao đó? Khoan đâu không chị?
Rồi, ăn cái chất lên ở đây mình biết thêm cho mình không được bán ha. Có nghĩa là mình không được bán thuốc này đúng không? Rồi, mình biết là nếu như mà đi thăm khám bác sĩ thì bác sĩ có thể kê đơn cái thuốc này. Rồi, nhưng mà có cần thiết phải kê đơn cho anh chị Thiên không? Chị dùng khi mà bệnh nhân không đáp ứng với những điều gì ban đầu, có nghĩa là bệnh nhân bị một cái tổn thương dai dẳng khó trị đó, liên quan đến vấn đề lo lắng hết thì mới dùng nha. Có phải là thường trong các bác sĩ thì khi bác sĩ dùng đến thuốc này á, là một số bệnh nhân khó trị mà bệnh nhân mới xài thôi. Vậy thuốc đầu tay thì nó là đúng rồi nha, Nosai chắc chắn phải nói rồi. Nosai hoặc là gì nhóm thì mình hoặc là các thuốc lê khác, ví dụ như là gì, Amberlin, Maybelline ha, hoặc là Stabilin gì đó rồi. Thuốc chống co thắt thì dùng mấy lần? Dùng mấy lần là lớp, dùng mấy lần một ngày? Ba lần một ngày. Rồi thuốc thứ hai là nó nói đến probiotic đúng không? Probiotic là nó ha. Bệnh nhân này đang bị táo bón nha chứ kìa. Táo bón thì nên dùng các cái loại chất xơ hòa tan ha, chất xơ hòa tan. Mấy cái loại thực phẩm chức năng ha, có chứa chất xơ hòa tan thì cũng rất tốt cho bệnh nhân. Rồi về còn gì nữa không? Còn thuốc nào không? Ngoài chất xơ hòa tan còn thuốc nào nữa mình chỉ nói cái thuốc điều trị triệu chứng nè, đang bị táo bón đúng không? Mình nên dùng thuốc nào nữa? Phải có thuốc dùng kèm ha. Cái thuốc mà chất xơ đó chỉ là hỗ trợ thôi chứ chưa phải là thuốc điều trị chính. Rồi thuốc điều trị chính ở đây là thuốc dùng kèm. Thì thường mình hay dùng cái dùng kèm như chị tập khẩu đó. Tập khẩu thì một số bệnh nhân khác cũng như một số bệnh nhân sao không các bộ xương các chị. Khi bị thế thường người ta bị nhà á. Thì các chị phải dùng để những thuốc mới luôn. Thuốc mới cho điều trị táo bón thuốc nào? Mới còn nhỏ hơn một chuyện cái thuốc mà cái gì đó Lina lo tiếp là cái gì chị bầm cái nghe gì Guanin xích lam hoặc là Lubiposo nghe không? Rồi đó là hai cái thuốc mà ở Việt Nam mình tắm rồi á. Lubiposo là cái thuốc mà có hóa tinh cho lo thì đó hai thuốc cái chuyện đi thêm cho cô ha. Có bài có thuốc cho mình có học á. Sử dụng thuốc táo bón có học môn đó không? Môn sử dụng thuốc không? Có cô có học môn sử dụng thuốc không? Có thì điện biết nè. Và nó sẽ nói chung là nó có thuốc dùng tràng là dùng cho cô ha. Dùng tràng có thể là dùng tràng phần thấu ví dụ thuốc nào? Mắc-tô-lô, sạc-tô-lô, hoặc là gì nữa? Mắc-tô-lô ha, đúng cái lắc đó. Nó một số thuốc dùng tràng phần thấu. Rồi đối với cái bệnh nào một cái kích thích này thì để cô tư vấn cho bệnh nhân một cái chế độ ăn rất quan trọng, một chế độ ăn gì? Lactose. Lactose gì đúng không? Hồi cái kích thích này bệnh nhân cũng rất hay bị chịu cục đầy hơi ấy chị. Cho nên mình ăn rất mình tránh những thực phẩm đó có chứa nhiều cái phọt nát cho chị nhớ cô thực sự này ha. Phỏng mát là gì? Phỏng là không đáng tiếc, tức là mình ăn vào cái thực phẩm nó hay bị lên hơi á. Nó sinh hơi, làm cho bệnh nhân rất là dễ bị chịu cột đầy bụng. Thì đây là oligo là những cái đường đường đen nha. D là đi là đường đôi. M là mono là đường đơn nha. Đường đơn, đường đôi, đường đen. Hoặc là polymon. Những cái chất mà nói gốc polymon. Và nó sẽ gây khó tiêu sinh hơi. Cái này nó thường có trong cái gì? Thường có trong cái sữa này. Hoặc là chế phẩm từ sữa vì gì đó không may. Vì về mà bệnh nhân mà bị bé thì hạn chế uống sữa. Cho rất là dễ gây về hơi rồi. Rồi như là các chị các cái loại đầu ha. Các cái loại đầu. Rồi hoặc là lúa mì.
lũ bì tráng bì á, đúng không? Rồi là gì nữa? Hành tỏi này, hành tỏi ha, và đó là cái hoặc là một số trái cây. Trái cây ví dụ như là gì? Cái ống này, cái ống táo xoài đó ha, như thế này cô. Thì bệnh nhân đang hạn chế ăn cái này. Rồi ngoài hạn chế ăn cái phần bát này, mình đang còn hạn chế những chất kích thích. Chất kích thích ví dụ như là gì các chị? Cà phê, rồi trà gì đó đúng không? Đó, hạn chế luôn. Rượu bia cũng giảm luôn, chất kích thích là bỏ rượu bia luôn ha. Gài, gài nha. Nó nấu mì. Rồi đó là đối với cái bệnh nhân này thì phòng khám là như vậy. Và lúc nãy cái nhóm kia cũng có nói về cái bệnh nhân là phải tăng vận động không, tập luyện không? Cường tập luyện nha. Thì cái phần này nó cũng rất quan trọng. Rồi đối với cái hai bảy bé đó thì thay vì là bệnh nhân bị táo bón thì nên tiết chạy thêm nhiêu phút gì cả đó. Tiết chạy nhiều phút gì chống chống tiết chạy thì nó cũng phải đào thôi ha, chỉ được để hai con ha. Thì cái tiết chạy đối với cái bé này á nó rất là điển hình. À, đây là cái dạng tiết chạy mạng tính, chứ không phải là cấp tính. Tiết chạy cấp tính thì thường nó xảy ra trong vòng mấy ngày thôi anh chị. Và ngày đúng không? Cái định nghĩa này, tiết chạy cấp là dưới 14 ngày. Nhưng mà tiết chạy mạng là trên mấy ngày? Trên 28 ngày hay là trên 4 tuần đó, trên 1 tháng thì trên 1 ngày. Nằm trong cái khoảng giữa chúng ta gọi là bán cấp. Thì đối với những bài IBS thường là cái dạng nó hay kéo dài đó. Nó điện thân bao nhiêu buổi sáng nào cũng thức dậy rồi bị cái dạy hết. Tôi có một số người thân á, buổi sáng thức dậy là cái dạy hoài luôn chị. Chưa có ăn gì hết rồi bị đi hoài luôn, đi hoài mà đi mấy lần luôn chị ha, 3-4 lần như vậy. Đó, nghe nhau vậy luôn. Đó là cái một cái đặc điểm của nó. Cái nguyên nhân của cái bệnh này chủ yếu là liên quan đến vấn đề tâm lý. Và cái bệnh IBS thì là tỷ lệ mắc bệnh đường là từ bao nhiêu phần trăm không em? Và thường nó khởi phát ở cái độ tuổi trẻ ha, từ 20 đến 30 tuổi. 20 đến 30 tuổi. Rồi, còn nếu như mà những người nào mới mắc sau 30 tuổi mới mắc cái bệnh này á thì đó là một dấu hiệu báo động. Ha, chị gửi cho cô cái sai báo động đi. Rồi, sai báo động này đi đây. Nhưng bệnh nhân nào mà mình cần phải nói về những bệnh đi thăm khám bác sĩ đi. Đây này, trong cái ca này người ta có mô tả cho mình luôn nè. Ca số 1 lúc này á. Đây. Trong cái ca này thì mình ngày bắt đầu IBS từ lúc mấy tuổi đó chị? Hả? Từ lúc mấy tuổi? Nha, 18 tuổi. Thì đó có phù hợp không? Phù hợp. Chứ mà mình ngày qua bắt bắt đầu á, trên 50 tuổi thì đó là những điều đó rồi nha anh chị. Trong đó, anh chị thì thấy cái slide cô có nói không? Đó, cái slide kia. Cái chủ yếu bắt đầu. Đấy, chủ yếu cái này giống như bắt đầu này ha. Rồi, tức là bệnh nhân khởi phát trên 50 tuổi này. Hoặc là bệnh nhân đi ngoài không nói gì các chị. Không máu. Khi bé từ đi ngoài không có máu đâu. Hoặc là bệnh nhân có sụn cân không? Sụn cân thì cũng là dấu hiệu bắt đầu. Trong cái ca này bệnh nhân có sụn cân không? Không nè. Chỉ thấy là không buồn nôn ha. Không sốt, ấu nằm sụn cân này. Không có máu không? Không luôn. Không có máu, không sụn vào. Rồi trong cái ca này thì các cụ nói là tiên sử gia đình mình hiện nay có ung thư đại tràng không? Không. Nhưng mà nếu có thì đó là dấu hiệu gì các chị? Dấu hiệu bắt đầu. Tiền sử ung thư đại tràng hoặc là viêm ruột gì đó thì cũng là dấu hiệu bắt đầu. Rồi hoặc là bệnh nhân tiết chảy thường nó xảy ra nhiều về lúc nào? Về đêm chẳng hạn ha. Hoặc là tiết chảy sao các chị? Không đáp ứng với điều trị đúng không? Tiết chảy kéo dài này. Có sốt không? Có sốt thì đó là cái dấu hiệu mà chị cần phải thăm khám bác sĩ viên ha.
Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái ca cuối cùng đúng không? Ca số 4 nha, là đường hô mình hô. Rồi cái ca này mình sẽ nói nô ở vùng thứ 2. Sau đó vào thời gian thì mình sẽ tìm hiểu thêm là nô ở sang trong sang còn sang ha. Rồi nhé, 4 lên trên bài cô luôn đi. Nhóm ha, nhóm này có thể
dùng như thế nào ha, để cho bệnh nhân xem là người ta có hiểu được cách dùng hay không. Thì như các chị, à, còn một lần nữa là mình sẽ giúp các bạn hiểu, thì nó sẽ có thể nghe lại được thông tin một cách chính xác hơn ha. Rồi, như vậy cái thuốc ở đây là mình phối hợp hai thuốc là thuốc gì đây, mời nhóm hai. À, Pyroxin là cách dùng là như thế nào?
Rồi như vậy là cái thuốc kháng H1. Bây giờ hỏi nước con này cũng chung đó tất cả bao nhiêu nhóm thuốc? Chúng tôi có tất cả bao nhiêu nhóm thuốc mà nó có nhiều gì có hẳn chúng tôi không? Cô mình không hẳn không hả? Rồi bây giờ thuốc chúng tôi thì cô có 4 nhóm thuốc nha. 1 là kháng histamine H1. 2 là cái kháng dopamine mình hay dùng á. Kháng dopamine là thuốc nào? Metoclopramide là kháng dopamine. Rồi thứ 3 là kháng cholinergic là thuốc nào các chị? Thuốc mà hay xe xe giảm sốt tay á, là thuốc gì đó? Sulfonamide là kháng cholinergic. Và thứ tư là kháng serotonin. Kháng serotonin ví dụ thuốc nào? Orexin ha. Orexin là kháng serotonin. Nó thường hay dùng trong đông trong ung thư á, hóa trị liệu ung thư thì hay dùng thuốc này. Còn bốn nhóm nha. Rồi vậy thì trong bốn nhóm này nhóm nào dùng được cho tuổi có thai đây nhưng mà nó đông thai nhẹ này. Là kháng histamine và kháng dopamine là sao được? Nha, kháng histamine và kháng dopamine. Dùng trong nôn thai nghé. Rồi kháng histamine thì chị nói là chị dùng được thế thì mấy? Thế thì ví dụ như thuốc nào? Diphenhydramine hoặc là diphenhydramine hoặc là chlorpentazin. Đó là một số thuốc ha. Rồi còn kháng histamine là thuốc nào các chị? Metoclopramide hay dùng ha. Metoclopramide. Hoặc là ông lên trong cổ đường ha. Rồi ngoài ra người ta có thể kết hợp với lại cùng là kháng histamine là cái thuốc nào đó trong hai thuốc mà cái nhóm bốn của chúng ta là thuốc nào là kháng histamine vậy? Thuốc nào kháng histamine trong hai thuốc nhóm bốn của chúng ta? Đúng rồi, doxylamine. Và nó kết hợp với cái vitamin gì đó các chị? B6 đây chị nhìn đây ha. Trong cái nhóm này cũng nói đến này. Phương pháp điều trị đầu tiên cho nô và cùng nô ở cuộc sống hai là cái gì đây? Pyridoxin nó không đọc được không? Rồi, pyridoxin ha. 10 đến 25 mg 8 giờ kết hợp với thuốc nào đây? Doxylamine. À, đây là cái viên ngủ á, mình đi xong đi ngủ ha. Tức là dùng lúc đi ngủ. Rồi, nếu triệu chứng không thuyên giảm với cái liệu pháp đầu tay thì cái xem xét hỗ trợ ha. Với bất kỳ lúc nào sau đây có thể là mình thêm á. Thêm những lúc nào sau đây là thuốc gì đây? Rồi cái ta sẽ gì nữa? Diphenhydramine ha. Đó là ba cái thuốc này. Histamine phải còn thêm buộc. Rồi đối với phụ nữ có con khi mang thai nhưng không bị mất nước, nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau khi bổ sung thêm các thuốc kháng bổ coi á thì sẽ bổ sung thêm thuốc nào đây? Cái thuốc kháng dopamine này là thuốc gì? Metoclopramide cũng dùng được, hoặc là orexin là thuốc gì đó chị? Kháng serotonin, thuốc này cũng có thể dùng được nhưng mà thận trọng ha, dùng đồ uống. Rồi xem xét điều dùng sao đây chị là thêm cho cô ha. Rồi như vậy có bao nhiêu nào về các thuốc chữa cơn cho phụ nữ thai chưa? Đó thuốc này là dùng được nhóm nào? Kháng H1 dùng được, kháng dopamine dùng được không? Được nha, kết hợp với B6 nha. Orexin thì dùng thần trọng ha, cho những trường hợp mà nôn nhiều dồn quá thì bác sĩ có thể kê đơn orexin nha. Rồi bây giờ tiếp theo là quay trở lại là vậy thì nô trong xe thờ xe thì mình dùng được thuốc nào trong bốn nhóm thuốc chống nôn mình vừa kể? Nô trong xe thờ xe dùng nhóm nào hiện nay thì hay bán thuốc nào? Nocomin là học kết là gì? Đúng rồi ha. Như vậy cái nô trong xe thờ xe thì nhớ là cơ chế của nó là liên quan đến các cái thủ thể ở cái vùng tiền đình lông tay của mình á. Thì thường nó có hai cái thủ thể trong cái tiền đình lông tay này liên quan đến cái nô, đó là thủ thể H1 và thủ thể polynucleotide muscarinic á, H3.
do đó mà cái thuốc của tôi chỉ dùng hai nhóm thuốc thôi, liên quan cơ thể gino cái hai là xe là thuốc kháng kháng mấy kháng H1 và kháng cái gì nữa kháng cô thể tích. Và mình không dùng cái kháng dopamine trong điều trị sai lầm xe nha, sai lầm xe không có dùng là nonpeptidone nha. Đó, một số nhà thuốc hiện nay vẫn có bán nonpeptidone thì chỉ dùng cái đó hầu như nó không có hiệu lực. Rồi chủ yếu dùng cái thuốc hai nhóm thôi. Rồi kháng histamine thì mình dùng là các thuốc thế hệ 1 hay thế hệ 2 thế hệ cũ thôi. Giống như cô ha, thế hệ 2 hôm qua cô ấy tiêm thử năng điểm sang đó, thế hệ 1 khác thế hệ 2 là gì á. Thì cái gì đó là thế hệ 2 nó không có chống nôn, chỉ có thế hệ 1 chống nôn thôi. Thế hệ 1 là thuốc nào đó chị? Diphenhydramine, hoặc là gì nữa? Biết chưa? Hoặc là cái thuốc mà Cianacin thì nó cũng được ha, cũng có thể dùng được. Rồi, còn cái kháng của này biết là thuốc nào? Scopolamine, thuốc kháng say sau thai á. Scopolamine có ưu điểm là gì? Thời gian tác dụng nó sao? Kéo dài mấy tiếng? Mấy tiếng là đó? 7-2 tiếng. Ừ, cho nên chỉ giảm một lần thôi. Còn thuốc uống thì thường nói chuyện giảm dài được mấy tiếng? Đó, còn 46 tiếng gì đó thôi. Cho nên là nếu mà mình đi dài á thì chị bạn có thể uống lặp lại ha, nếu chuyến đi dài. Cho nên khi mà tôi phân tích bên bạn hỏi những lời đi xong nha, sao bao nhiêu ha, cho nên hỏi gì đấy, hỏi những lời thích xài thuốc vàng dê và uống phải là dán vàng dê. Còn mình sẽ tư vấn với bệnh nhân ha, uống thì uống trước khi đi xem bây giờ nửa tiếng, uống trước khi đi xem bây giờ nửa tiếng, uống dán dán trước khi đi xem bây giờ dán rồi đó thuốc. Quen với lý là phải giảm đủ là mấy tiếng, ít nhất là mấy tiếng, xem có bệnh có ai nữa không. Rồi nhớ cô ha, thế là mình dùng tiền thì mình không nói, nhưng mà bị cáo trong các cái tờ hướng dẫn sử dụng á thì người ta nói là giảm ít nhất là 4 tiếng ít nhất là 4 tiếng trước khi đi nha. Được chứ bạn ơi. Bây giờ mang liều đây ha. Cô cho 4 lớp, 4 nhóm. Đấy cô tự giải nhỏ cô chỉ và cho cô đánh giá các nhóm còn lại nha. Và đánh giá một cách công khai nha. Và cô sẽ ghi cho cô là nhóm thứ nhất, nhóm tốt nhất là nhóm nào, cô chỉ từ bên chọn cho cô ha. Nhóm thứ hai là nhóm nào, nhóm thứ ba là nhóm nào. Cô chọn 3 nhóm còn lại thôi nha, cô chọn nhóm hơn nha. Đó,